Rồi, chào tất cả các bạn nha. Thì ở bên xã đảo Thạnh An mình về đây là khoảng 5 giờ ha các bạn, rồi chờ chuyến phà từ Cần Giờ đi qua Vũng Tàu luôn. Mình sẽ quay lại cuộc trải nghiệm phà Cần Giờ Vũng Tàu ha các bạn. Chúng ta sẽ đi phà lớn ha. Đây, trước mặt chúng ta là phà biển số là KG58268. Phà này có sức chứa khoảng 350 người, 100 xe máy và khoảng 20 xe hơi nha các bạn. Đó. Buổi chiều thì rất là vắng ha. Cứ cách một tiếng là có một chuyến các bạn. Đây là phòng máy lạnh cho khách ha. Cũng là buồng lái của thuyền trưởng luôn. Đây phòng toilet, review phòng toilet ha. Phòng toilet, nói chung là cái tàu này nó mới ha. Nội quy đi phà nè. Buồng này là buồng máy cục nóng máy lạnh nè. Phía bên kia có một tàu dự bị nha các bạn, bãi biển Cần Giờ đây. Phía bên kia là xã đảo Cần Thạnh ha. Tại cái bến phà này chúng ta đi ra hai nhánh, một nhánh đi bằng bằng bến đò này ha các bạn. Đây khung cảnh tại cái bến tàu Cần Giờ Vũng Tàu. Đây là bến gọi là bến Tắc Sức Cần Thạnh, sông Dinh Bà Hai các bạn ha. Hồi nãy mình về bằng chiếc tàu ở trong á. Phía bên kia là của bộ đội biên phòng cảnh sát biển ha. Bến này gọi là bến Tắc Sức. Con đường dẫn vô bến phà là tên là đường Tắc Sức luôn ha các bạn. Cách trung tâm của Cần Thạnh, trung tâm của thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ nó khoảng chừng đây ra đó khoảng chừng 500 mét thôi các bạn. Rồi đúng 6 giờ chúng ta di chuyển từ bến phà Cần Giờ để đi qua Vũng Tàu ha. Hay lên trên bon ở trên quay cho các bạn xem khung cảnh buổi chiều. Đây là hầm để xe gắn máy ha các bạn. Để khoảng được 100 chiếc có máy phát điện luôn kìa. Vàng nóng Daikin ha, khá là ngon. Thứ nhất là hôm nay là ngày ngày thường, thứ hai là bây giờ là giờ 6 giờ chiều, giờ đi qua Vũng Tàu thì rất là ít. Chúng ta bắt đầu rời khỏi cảng bến phà Cần Giờ. Quá trời. Phà này rất là mới nha các bạn. Thì cái bến phà cũng như cái tuyến phà Cần Giờ Vũng Tàu này đưa vào hoạt động vào tháng 1 năm 2021 nha các bạn. Với giá vé là người lớn trên 1,3 m là tính 70 ngàn rồi. Đi xe gắn máy là tính 50 nữa. Một người là 120 ngàn.
nếu có xe gắn máy anh, còn đi người không là 70 ngàn. Toàn bộ khung cảnh tại cái bến phà Cần Giờ đây ha các bạn, vào một buổi chiều rất là đẹp. Tạm biệt thị trấn Cần Thạnh của huyện Cần Giờ để đi qua bên thành phố biển Vũng Tàu nha các bạn. Tàu cảng biển, tàu của bên quân đội, cảnh sát biển. Chiều nay đếm khoảng chưa tới 20 người, khoảng 20 người các bạn. Hai chiếc xe 7 chỗ, một chiếc xe tải ha. Số người lác đác. Khoảng 20 người ngồi ở trong trong phòng máy lạnh cũng mớ người. Sức ở tàu ha, sang hai sản phẩm của tàu không. Khung cảnh trên bon tàu rất là sạch sẽ và đẹp đẽ. Tàu còn mới ha các bạn, mới đưa vô hoạt động được có 2 năm. Phía xa xa đó là thị trấn Cần Thạnh ha, trung tâm của huyện Cần Giờ các bạn, cách bến phà khoảng chừng 1 cây, 1 cây rưỡi à, từ bến phà đi vô đến trung tâm Cần Thạnh. Rất mát, thời tiết rất là đẹp các bạn. Tiết buổi trưa bên xã đảo Thạnh An này, nắng cháy da cháy thịt, nhưng mà có gió biển với lại hàng cây đước tạo gió mát. Sẵn là đi đây qua bên Vũng Tàu bằng cái tiếng bến phà Cần Giờ Vũng Tàu.
bến phà Cần Giờ đó mà qua đến bến phà của Vũng Tàu là khoảng 15 cây theo đường chim bay các bạn. Còn từ bến phà Cần Giờ mà đi qua bên xã đảo của Thạnh An đó là khoảng 8 cây theo đường chim bay ha. Xa xa là chúng ta đã thấy thành phố Vũng Tàu lên đèn. Phía xa xa bên kia là đây các bạn, phía xa xa bên này là cái cảng Cái Mép ha. Đây là cảng biển được xem là lớn nhất ở Sài Gòn, lớn hơn cả cái cảng của Sài Gòn luôn nha các bạn. Tính tổng diện tích công suất cảng này có thể cho các tàu hạng nặng chứa lên đến cả 100.000 tấn. Đây, đứng giữa ngay bon nhìn xuống. Mấy tàu này chạy tuyến Cần Giờ Vũng Tàu này không không hết công suất của tàu, cho dù ngày lễ hay ngày gì cũng vậy, bảo đảm luôn. Tàu rất là mới, có hệ thống camera an ninh, một cái ở kia, một cái ở đằng kia nữa kìa, kế trên cái đèn. Xa là chúng ta đã thấy cái ngọn núi lớn của thành phố Vũng Tàu. Ghé bãi trước của Vũng Tàu nha các bạn. Bến phà này nó sẽ ghé ở bãi trước. Máy lạnh rất là chuyên nghiệp, dùng hệ thống máy lạnh Daikin nha. Mình đã đi rất là nhiều phà, đặc biệt là phà Thạnh Thới ở Hà Tiên các bạn, nơi đó là nơi trung chuyển và chuyên về phà ha. Phòng máy lạnh cho các bạn xem.
sơ đồ của bon tàu hết ha. Tầng dưới, tầng trên đầy đủ cabin này của thuyền trưởng. Ghế dư bao la luôn, gót chìa khóa. Có hệ thống phao ha các bạn, phao rất là mới. Đây phục vụ nước uống. Nước suối 10.000, Red Bull 25.000, Sprite 15.000, Coca-Cola 15.000, Pepsi 7 up 15.000. Hệ thống báo cháy, báo khói, camera nên đủ ha. Máy lạnh rất lạnh, hệ thống máy lạnh âm trần thương hiệu Daikin luôn. Phao cứu sinh còn mới lắm. Ghế ngồi máy lạnh rất lạnh. Hệ thống dán giả gỗ rất là đẹp. Đây đằng trước ha các bạn. Vãi nha các bạn, rất là lớn. Gió rất là lớn. Thiết bị hệ thống hàng hải khá là chuyên nghiệp.
Rồi có gì đến ngay chỗ bến phà bên Vũng Tàu mình quay tiếp cho các bạn xem cái đoạn cuối luôn ha. Rồi tới cặp bến bên Vũng Tàu các bạn, đây là bãi trước của thành phố Vũng Tàu. Thời gian đi là mất khoảng 40 phút. 6 giờ, giờ 6 giờ 40. Đây là toàn bộ khung cảnh bãi trước của thành phố Vũng Tàu, đường Trần Phú ha các bạn. Phà bắt đầu đánh lái vô. Toàn bộ khung cảnh ngoài biển Vũng Tàu. Đó, hướng xa xa đó là từ bên Cần Giờ ha các bạn. Buổi tối tàu phà gọi đèn cao áp rất là mạnh. Rồi cập bến rồi, mình cũng xin chúc tất cả các bạn có một đêm rất là vui vẻ. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.